Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2021. Ngọc Sương xin ngâm trích đoạn quyển Khuyến Thiện, tức là quyển số 5 của ông Vô Danh Cư Sĩ. Đây là quyển thứ 5 mà Đức Thầy đã viết năm 1941 tại Chợ Quán, gồm 776 câu. Ngọc Sương xin trích đoạn. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng quan ái xót thương nhân chồng, bụi lố lằng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh cho thông thả. Mình đã gặp con thuyền bát nhà, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa. Nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa. Dông bạc ai dèo sâu vô tận, sao nhầm bụi phong trào tân tân. Đùa chen theo vật chất văn minh, nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dông tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già núng nao, chẳng nhìn chặt gương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh khóe, cám dỗ người đặng có khiến sai, chúng nằm không hưởng của hoành tài. Để khôn khổ mặt ai trối kệ, mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cổ sổ xịp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước.
làng sông ấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phỉ bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiện. Ai niệm vào ác là phải nghiện, chẳng còn lo trang võ đấu chinh. Lấy sắc thần dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tin của cầu nhân quả. Dầu ai có bền gan sắt đá, cùng động lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trung chiên, phần môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền ba kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chấn hưng Phật Pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phần cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyện nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa. Thuở Trung Quốc nhà Châu triều đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thần tội ngay phò ta. Đức hoàng hậu Ma Gia Phong Nhã, sắc đẹp giường ngọc thốt hoa cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thượng, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trược, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu,
tập đức tánh khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn, thiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn truân y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm thà đôi giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng búa trong ba tánh. Vua hứa chịu giúp người đói lạnh, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tiết hòa thuận khắp nơi đua nở. Đức hoàng hậu trong lòng hân hở, giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng. Bạch tưởng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng huê thơm nức mùi hương. Bà rào chân bèn bước ra giường, truyền thị vệ thỉnh vua lai đau. Vua y lời đến nơi hoa thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trội, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có còn thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo cả? Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia, có việc chi vội vã dời ta. Khá nói lại đầu đuôi tường tất, bà thuộc rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được linh vào cung, nghe xong xả tô rằng điềm quý. Ngày thấm thoát đông qua hạ chi, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ thích ca từ đây cũng ngờ,
sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính trèo hoa yên ẩm, có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiện cờ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lão. Thời buổi ấy vua ưa người đạo, bèn vào chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến tử hoàng luôn thệ. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ, rằng tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diều sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần Ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nợ trần nên vội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Bụi trường thành vua dân hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan lựa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gãy trong. Ngài
xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét coi trần trong giả héo xào. Chi xiết nỗi nung nao coi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe trở lại Lai Trào, xin dương phụ lãnh xa mùi thế. Vua buồn tham dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thần chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch ni liên thuyền. Thấy cỏ hoa cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh sao nằm bên ấy. Đạo gần đắc ma dương theo khuây, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phổ trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên hoài lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.
xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báu nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi chi xuyên tài sơ, lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rồi nhàn xem xét. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài Dời non lấp biển. Bài này thầy Bần Sĩ Vô Danh đọc từng câu, từng chữ cho Ngọc Sương biên chép tại rừng Tòng vào tháng 2 năm 2011. Hôm nay Ngọc Sương xin ngâm lại bài Dời non lấp biển của Vô Danh Ẩn Sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thổn thức không nguôi trong già, vì thương ai nói quá nhiều lời, tưởng rằng Bần Sĩ nói chơi. Không về ta biết cơ trời báo cho. Tu không kịp kể đọa tiên thanh, nay trần gian thọ lạnh nạn trời. Chắc rằng không được thành thơi, nạn tai tới tấp tại đời dữ hung. Còn bệnh tật muôn trùng nào kể, tại xưa kia không nể Phật trời. Đua chen lấn áp là lời, tới màn đại khổ ai thời cứu cho. Còn nguyên vẹn không lo cải sửa, đặng linh hồn chọn lựa đường về. Xác thân đắm nhiễm trầm mê, ta khuyên mấy lượt chớ hề lưu tâm. Thương bá tánh thì thầm nhắc lại, ai có nghe thì hãy hồi đầu. Phật ngài hỷ xả chứng thâu, nếu mà chậm trễ đừng hầu thoát nguy. Ta còn ở duy trì chút nữa, khi hạ phàm nguyện với Phật trời. Thuyền tâm lướt dậm ra khơi, giấc người chìm đắm biển đời quá lâu.
Lời nguyện ấy canh thâu thổn thức, phải làm tròn khổ cực thế nào, tới màn định diệt ta giao, không còn ở lại khổ đau trần đời. Người đừng dối mở lời nắng nhẹ, ta ân nhân sao sẽ hiểu nhiều. Dân lời của Phật réo kêu, khắp miền trần hạ ít nhiều ráng tu. Phải lành phận biết tu trong bụi, thân cơ hàng cát bụi bám vào, không sắc không tướng dồi trao, làm cho người thấy mau mau tách rời. Đó là bậc cứu đời quân hạ, này thiện căn ai đã tu rồi. Dồi cao sông sót đặng coi, dời non lấp biển tới rồi không xa. Nhìn thấy bãi tha ma ghê gớm, chết cả làng cả xóm tiêu điều. Đặng trời thanh lọc quỷ yêu, cứu người hiền hậu diệt tiêu yêu tà. Giờ cơ cuối khó tha trần tục, ta nhìn người tỏ chút nhủ lòng. Nếu ai tu ráng chí công, đạt thành chánh quả thoát dòng tử sanh. Còn không tu hiền lành cũng được, giữ thẳng ngày làm phước cứu người. Cũng qua tai nạn nghe ngươi, gia đình đoàn tụ mỗi người bình an. Phải thông thả tâm vàng trí ngọc, đừng đeo mang nặng nhọc buộc ràng. Cuối cùng quá nặng rên than, tại sao mình khổ gian nan như vậy. Nhìn cho kỹ tâm đầy trí Phật, tự hỏi mình còn mất biết liền. Nếu người tu thật ráng kiên, lọc trong cho sạch giác liền không mê. Ta nhìn thấy ê chề quá ngang, nhưng cơ duyên chưa mãn ta còn. Nhắn cùng khắp xứ bà con, luật trời chuyển động núi non gặp gần. Lời lẽ cuối ai tin không mặc, bổn phận ta cân nhắc dân tường. Tới màn tiêu diệt bất lương, trên sai thần thánh mở đường ra binh. Dẹp dọn dẹp sạch thiên đình lập hội, hội quần tiền sang chối khắp trời. Không còn nay thịnh mai dời, chờ xem thay đất đổi trời
thấy vua nay gặp lúc tuyết mùa thay đổi, nắng hạn hè khó nổi sống còn. Cơn mưa ngập tới núi non, rồng cừu hội lại rồi toan dậy dùng. Chờ lính trời tiếp phun nước lửa, rồng thủy tinh hút giữa biển khơi. Đồng nhau tiêu diệt cái đời, còn rồng phun lửa giữa trời lộn quanh. Kêu hỏi ai tranh giành là dạy, kết cuộc rồi được hãy những gì. Cộng thêm nhiều sự sầu bi, tới cơn bát loạn biết đi đường nào. Lớp sấm nổ ạt ào vang dậy, đại hành binh rài bẫy tinh ma. Rơi vô mới biết ấy là thịt tan thành nước xương mà ra tro. Nay ta còn nói cho ít tiếng, dám nào đâu phổ biến khuyên người. Chúc lành ba tánh vui tươi, ráng tu sống được từ từ rồi coi. Thi bài: nàng tay nhiều sự sắp xảy ra, lặng lặng mà nghe cô chú bàn. Đối đau tràn ngập thêm bệnh tật, chết hết còn đâu thấy thái hoàng. Ta không danh lời chẳng có quyền, có ánh đuốc trời có thơ tiên. Mang đi chinh phục miền hạ giới, lựa chọn số người đủ căn duyên. Tiếp đón rước đưa chúng sanh về, bỡ người lẹ lẹ chớ lễ thế. Kệ đò chuyến chót không còn nữa, mất cội mất nguồn xa cành quê. Thiên binh thiên tướng linh hạ phàm, có thần ôn dịch trời bảo đan. Giống đau giống bệnh còn bán trái, rải khắp thế gian phải lạnh cam. Thơ: tới đây lấp biển dời non, tại trong trần hạ dân còn ác gian. Cuối màn mãi cứ mưu toan,
không nghe ta giảng vẫn còn bên tay, phủi đi lời lẽ của ngài, bất cần trời đất mỉa mai có gì, chắc rằng phải chịu ra thay, không ai cứu được phút giây đoạn cùng. Than rằng ta vẫn còn khùng, chờ khi mây kéo trùng trùng mới nguôi. Trần gian như tóc rối nùi, khó mà chảy gỡ bồi hồi rối thêm. Nói cho cô gắng mà tìm, tìm trong tâm tánh đừng tìm đâu xa. Trận đồ ắt chẳng được qua, cho nên ta thức canh ba điên cuồng. Hiu hiu ngọn gió chiều buồn, thẫn thờ nhìn thấy cái tuồng đời nay. Quả căng không trả cứ dai, còn trêu còn cật cười ngày cười đêm. Tội trần cứ mãi dai thêm, ta biết nhân quả đêm đêm báo cho. Phước ân không chịu gắng lo, lập công bồi đức ấm no cả nhà. Nói dùm chơ mắt chi ta, đau thương chia sớt chan hòa cùng chung. Tuồng đời thay quá lạ lùng, chiến tranh giành giật giữ hung ngang tàn. Phản cha bội chúa nào an, không ngai không thảo hiệp đàn cùng ai. Dân ơi ta chẳng dám này, nguyện rồi phải nhắc ít ngày nữa thôi. Thiên đình cầm sổ xét soi, mãi lòng không lọt việc loài thú lan. Ta là bần sĩ cơ hàng, khuyên dân buổi cuối hình tàn sát sơ. Đừng nhìn ta cứ nhìn thơ, xác thân bùn lắm quá dơ bớ người. Bác làm sao sánh vàng mười, bị đời phỉ nhổ vẫn cười vẫn vui. Than than trách phận bùi ngùi, nợ trần được mãn ta hồi cung tiên. Cả kêu anh chị khắp miền, cùng là mối đạo của trên Phật trời. Nào ta có dám nói chơi, xuất khẩu thành lời thần thánh chứng minh. Kêu trong khắp hết dân tình, ráng giữ hồn mình phút cuối là oan. Việc đời bớt lại tính toan, trời long đất lỡ ra tan địa cầu. Tôi
kịp đâu đâu. Mau mau thúc hối rồi âu dọn mình, hết lòng trọn vẹn đức tin với trời cùng Phật thì mình được tha. Đối nhân xử thế đậm đà, chính mình cư sĩ tại gia hằng ngày, hiếu trung tròn vẹn đừng phai, thảo hiền cha mẹ hai vai nặng hoằng, cứu người gặp lúc khó khăn, chia cơm sẻ áo hơn bằng đi tu. Tâm không giận oán ghét thù, dọn tâm sửa tánh hiềm thù lánh xa, ở ăn giữ vẹn hiền hòa, Phật trời đâu có cách xa người phàm. Khổ gì cũng ráng nhẫn cam, trần ơi ta chẳng nói nhàm đâu đâu. Tới đây nhiều sự thảm sầu, non tầng cũng rã biển sâu lỗ cồn, từ đây tai nạn dập dồn, đặng thay gió trụ càng khôn lập đời. Tin không do ở mọi người, vì bằng thọ lạnh tâm từ phải mang. Dập đầu lại bái Thượng Hoàng, tha cho con trẻ trần gian lỡ rồi, sợ người tẻ lạnh đơn côi, chết không phước đức bị trôi như bèo. Lỡ con tay chống tay chèo, nửa đường bỏ chúng hiểm nghèo nguy cơ. Cái lời thượng phụ ra thơ, lại cầu trời đất hiện giờ tha cho, bình yên con nguyện lên đò, giả từ bên khổ chuyện trò cảnh tiên. Lời lẽ thiệt trao cho ba tánh, chờ ta không cứu cánh được người, đừng lầm rồi lại về ngươi, không tu nào núp bóng từ được đâu. Diệt phiền não xa sầu bỏ hận, nó là ai gây trận giặc lòng. Muốn cho tâm tánh sạch trong, tự mình tháo gỡ thoát vòng ra đi. Lời lẽ thiệt ta ghi tạm nhắn, nổi giận nam cố gắng kiên trì, tới màn ám đam sầu bi, nếu ai chưa biết nghe thì bần khuyên. Cơ trời tới đạo điên hỗn loạn, bè phái nhau cả bọn giết người, trả dây dây trả nghe người,
căn nào quả nấy, từ từ rồi coi. Quay giáp vòng sôi rồi mới diệt, trời đã sai ta biết lén khuyên. Rồi coi chỗ ác chỗ hiền, chỗ dơ chỗ sạch diệt liền không tha. Đây sắp tới thiên la địa vọng, cầm ngũ lôi đánh trống gian rền. Ngọc hoàng ghi nhân từ tên, không ai tránh khỏi kề bên luật ngài. Ta len lẹn ra thay báo trước, lãnh tội trời đi ngược lại trời. Xác thân phải chịu tạ tơi, vì thương dân Phật con trời làm sao. Rớt nước mắt kêu gào thảm thiết, buồn chúng sanh không biết sự gì. Sai mê thế lực làm chi, sai mê giả dối còn gì ngày sau. Lập đời lại chọn người nào thật, diệt tà yêu cấp bậc hiền lành. Dân ơi quỳ lại cao sanh, ở ăn chí thiện làm lành mới sống. Đêm thanh tịnh lưu dòng bút gợi, nhân nằm chầu thế giới giờ này. Hung hăng bạo ngược sửa say, mê quyền mê tước không chạy rõ chưa. Ta biết trước trời bừa không gì, cướp ngôi trời sẽ bị linh hồn. Bùng nhớ binh tướng đem chôn, chuyển luân sông núi biển còn đổi thay. Xong rồi hiện bồng lai tại thế, qua những cơn đổ lễ ngày nào. Lời lành kêu chúng thoát mau, trao dồi tinh hạnh ngày nào nhờ thân. Chọn phước đức ngày gần thanh tô, tâm trung kiên là trụ cột thần. Lời này bần sĩ khuyên dân, từ đây sắp tới diệt lần cũng tiêu. Thấy võ trụ buồn hiu thê thảm, anh trăng rằm bị án tại gì. Mây đen án mất không đi, gió lại không rã vậy thì quanh trăng. Chúng bị nghiệp bủa văng khó gỡ, làm mờ lu trí nhớ không còn. Làm sao sáng rực như non, làm sao sáng rực như son. Bần đâu dám trách, chỉ còn nhủ khuyên. Đêm thanh tịnh tại miền sơn giả, cây rừng xưa siêu ngã tại đời. Bão to mưa lớn khắp nơi,
chỉ còn than thở đôi lời mà thôi. Cô bác nhớ đừng bôi lời cuối, thuyền bần nay qua đuối gần về, không còn ở lại lê thê, nhớ ghi lời lẽ bút đề năm canh. Có thần thánh bao quanh minh chứng, nếu người xem cứ dựng linh hồn, ta nay học lý Phật môn, tu hành hiền hậu nghiêm ngôn nhẹ nhàng. Kế tiếp bài Lô Tô Dời non lấp biển. Đêm khuya thanh vắng, ta nhắn năm châu, thấy sự dài dầu, ta hầu cho biết, vì cơ tận diệt sẽ đến từ từ, đừng để hoại hư trí thần tâm tánh, giữ hung thọ lạnh những canh không hiền. Bút mực thầy biên đạo điên tâm trí, những điều quyền bi không dám nói ra, thiên cơ vậy mà nay đà ta lỗ, mặt trời gần lỗ ta đổ ai nhìn. Nói khó mà tin, ta xin lời cuối, ắt rằng trong bụi dùng dây được đâu, thanh tịnh mà râu rồi hầu biên chép, tu không có kịp chẳng biết làm sao, tiêu diệt chỗ nào do trời chỉ điểm, người tu thấy hiếm chắc phải gian nguy. Ta ngồi ra thi mà còn khiếp sợ, chúng sanh di tợ như thế màng the, tử thần lâm le gần bên không biết, quỷ ma rên xiết tội bao ngày nào, chuyển động quá mau cù lao sở sụp, vàng muôn bạc chục sắp một tới giờ, binh tướng đắp bờ ngăn ma ngừa quay, trận đồ kinh hải giao chiến phép trời, lưới giăng khắp nơi ai ra cho khỏi, nay ta thúc hối tiếng gọi Phật thần, biệt danh đạo bần vô danh ẩn sĩ, thương đời ta chỉ chỗ quy chỗ mà, tha thiết đậm đà kính mong ba tánh, tại vì ta lạnh của Đức Phật Thầy, nên xuống kỳ này gặp nhiều nan khổ, đôi lời nhắc nhở cô bác gần xa. Khổ sở đậm đà ta ngồi trằn trọc, coi rồi trách móc ta cũng mang ơn, phải nói không sờn nếu ai hiểu biết. Bài này rên xiết náo nhiệt lòng người, hãy ráng vui tươi sửa người để sống, địa cầu thấy trong khổ sở vô biên, cầu chúc người hiền nối liền với Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổ Sơn Kỳ Hương Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài Theo Ta trong quyển Đường Về Tà Lơn, trang 105. Theo lão răng dạo quanh đôi khúc, ta chỉ dùm cốt nhục nơi nào, trên đường đừng nghĩ cảnh cao,
gian nan cứ bước cực nào cứ theo. Còn chút nữa qua đèo vượt ấy, tạm dừng chân nghĩ lại rồi nhìn, phải ông lão đã hy sinh, dắt diều bá tánh tận tình hồi hướng. Không quản ngại gió sương mưa tạt, không ngó nhìn đài cát của đời, dắt người về đến thành thơi, là nơi bến Phật là đời tân dân. Người theo lão tròn ân tròn đức, dù đối đau khổ cực không màng, thân tâm thanh tịnh bình an, lão dẫn cho tới ngôi làng Lạc Dương. Ráng tiến bước đoạn đường hơi khó, thề lòng mình gắn bó theo ngày, hùm beo vào chụp không lai, dựng thần như đã sau ngày gia ân. Dẫn về nước tân dân cực lạc, tuyết sương rơi mang mát trời hồng, đời ấy hết có bão giông, bây giờ còn chịu não nồng chút thôi. Về đất Phật làm tôi cho Phật, lời hứa ta không mất vẫn còn, nhớ rằng giữ tấm lòng son, danh đề bản hổ tên còn sau đây. Theo lão cũng như thầy dẫn tớ, đúng làm người đạm chớ lạc vòng. Đức thầy, đức cậu, đức ông, cả bà cô dấn dài công quân tàn. Theo lão đi bước sang thế giới, về tân dân sống với người lành, không còn phàm tục nảy sanh, ta nào có nói quẹo quanh đo lường. Tu khổ hành canh trường thao thức, tìm từng câu có đức mở lời, nói năng tròn nghĩa vẹn nơi, không phải như đời một mạc là nay. Mau theo ta gái trai cho gấp, dù gian nan gió tấp mưa đùa, trên đường không luận hơn thua, đường ngay cứ bước bán mua được nào. Theo ông lão nghẹn ngào thay quá, ông lão ơi vẫn đã người về. Về đâu cứ mãi lê thê, dừng lại đừng hỏi nặng nề nghiệp xưa. Tỉnh giấc ngủ ban trưa bừng dậy, thấy cảnh tiền rồi thấy non bồng, sau này thầy tổ thượng công, đạo chí nâu sòng chánh thật hiền ngoan. Lão kể lại rồi toan thoát kiếp,
mau về xem cho kịp hội trời. Công danh hưởng đạt người ơi, hiền còn giữ mất thật lời xưa nay. Đừng ngu muội cuồng say mất kiếp, theo lão đi thì kịp về nhà. Kìa kìa sương tiết mù xa, dần trăng vừa mọc sáng lòa trong trong. Ngài thế giới đại đồng là đó, sao nguyệt tình sáng tỏ khắp trời. Vì sao người chiếu khắp nơi, mai mốt đổi dời răng sống mà coi. Nam chi chi giống nồi lửa rặt, gai tiết trình nữ tặc tiêu hồn. Tả miền đất Phật quê thôn, thượng quận đâu có ma hồn như nay. Lão chịu khó đắng cay dắt giận, kiều bở dần tình tấn đừng mờ. Trời thanh đất lọc không dơ, mau mau tiến bước qua bờ theo ta. Đời thượng quân đậm đà tha thiết, đủ đức ân trung liệt đại hùng. Thái hòa dân tộc sống chung, chừng đó tiêu hết dữ hung không còn. Ráng học đạo cho tròn chánh quả, tu cực thân đạo quả thành liền. Dù cho nhà lá mái hiên, tụ đi dứt nghiệp quan khiên không còn. Nghèo thể, nghèo xác thể lòng son toan đượm, giàu dữ hung như nộm như hình. Tâm lòng nào có minh minh, chắc rằng bị đọa bùng sinh vùi chôn. Lão đã biết hoàng hôn gần sụp, nay mai đây kết thúc lập đời. Không sao trời lửa khắp nơi, hiền còn sống sót thảnh thơi vô cùng. Theo ông lão điên khùng là phải, tầm thầy không bạc đãi vô biên vô nhân. Kinh tâm lý đạo muôn phần, ngày nay chìm đắm biển trần quá lâu. Ta không mặc sòng nâu đầu cạo, tâm dình tâm chữ giáo vẫn còn. Mực mài đạm khắc như son, từ khi rời bỏ núi non lâm phàm. Lãnh phận sự nhà Nam cứu giúp, đời nay mai kết thúc tiêu điều. Phật trời trừng phạt ma yêu, lão đây dài dạng rêu kêu dân tình. Nay đến luật thiên đình phán xử, hỏi mọi người gìn giữ sự gì. Tâm xào bạch sát nghĩ suy, xét đời chẳng có được gì đưa ra. Đạo đức mất
tâm đà bề bộn, lãnh những điều nguy khốn hằng ngày. Chừng nào gió lặng mưa bay, trôi lùa tan mất là ngày vinh quy. Giờ quá khổ xá chi vàng ngọc, công lão ông trằn trọc đêm ngày. Trời trên định diệt cho hay, thật là đại tội ngày mai dây đầy. Tâm cuồng quẩn bùng lầy đêm chưa, đời hạ quân nhiều bữa khóc ròng. Thảm thương đất nước non sông, người trung thì ít dài công với trời. Như thế đó ra rời tư mảnh, ta cho hai biển cảnh đổi rồi. Nghe ta song sót đặng coi, nhìn người hung dữ ta ôi hiền lành. Giữ tâm tánh đừng sanh phàm tục, ngồi tình thương cốt nhục đừng rời. Trời thanh lọc có ranh nơi, cứ tu đừng sợ đổi dời phong ba. Lo thiền tu tại gia chu đáo, nếu nghèo nàn tần tảo hằng ngày. Mong sao có hộp cơm nhai, đặng mà niệm Phật Như Lai đại lòng. Đừng nghĩ tưởng trong mong quyền hoạch, bị lạc đường ma dắt nhập đoàn. Tu còn thấp kém tính toan, mà chờ quỷ báo không còn được đâu. Đừng suy nghĩ dài dầu khổ sở, hàng phục đi có nhớ ngày nào. Cứ lo niệm Phật cho mau, Di Đà lục tự dòi trao hằng ngày. Nếu nghe ta sống dai rồi thấy, bỏ xa đi cảnh quấy đừng nhìn. Hay là tà mỹ ma tinh, nỗi năng trên lệch linh đinh giữa dời. Nếu theo Phật giảng lời chung thủy, theo lão về lão chỉ rõ ràng. Chiều buồn ngồi tịnh trên khoang, mưa gào gió táp sang ngang chiếc thuyền. Lão đâu có đòi tiền đòi của, mang đến đây gạo lúa đầy nhà. Đòi người dỗi bước theo ta, về nơi đất Phật đậm đà bình an. Rời đóng điển rừng tàn sơn báo, trên bão đi phải dạo khúc quanh. Coi ai giữ rồi ai lành, trở về báo lại lộc thanh do trời. Nhớ thuở xưa người ơi ta có, màn thi thờ sáng tỏ bút văn. Phải chi ba tánh thường hằng, thì giờ đâu gặp khó khăn như ngày. Mực giận đậm để phai rất uổng, câu văn thơ là ruộng ngọc ngà. Mê đời ba tánh bỏ qua,
làm cho ông lão quá già không yên. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp thơ bài: ai còn mất ráng nghe cho rõ, thầy chỉ cho sau đó cứ nhìn. Nếu người xem trọn đức tin, trao thân gửi phần minh minh sáng ngời. Người cao cả hiền thời sống sót, trời mến thương nhỏ giọt được tồn. Bây giờ giả dài không khôn, phượng thờ trời đất tông môn tổ đường. Người còn sống không thường cao cả, tuy nghèo nàn quy giá giường nào. Trải qua lần đần lao đao, tâm lòng an phận khổ đau chẳng màng. Ai còn sống không than không thở, tâm luôn luôn nhắc nhở hằng ngày. Sắc son dữ dàng không phai, trải qua trăm sự đắng cay khốn cùng. Còn tồn tại đại hùng đại lực, giúp giống nòi chung sức hiền lành. Tâm lòng còn nào có nảy sanh, đó là giống thiện trời dành từ lâu. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài dặn trò năng học trong quyển Tâm thơ của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu phát nguyện tu hành phải ráng, thúc hối mình xét cạn nghĩ sâu. Dù bao gian khổ dãi dầu, vững tâm đi tới đừng âu sợ gì. Mới tập tu thấy thì cũng khó, nhờ bền lòng gắn bó không rời. Ít lâu cũng được thành thơi, do tâm bền chí trọn đời nào xa. Tu phải tập thật thà nhịn nhục, cũng như mưa có lúc rồi ngưng. Tâm người như lửa cháy phừng, chỉ trong giây phút cũng ngừng tắt ngay. Phải suy xét hằng ngày tuần tự, tu cũng như mình giữ vật đồ. Chăm nom sợ kẻ trộm vô, rình mò cướp mất một ô ngọc ngà. Người tu đúng hơn là châu báu, như nhà giàu lúa gạo đầy nông. Chỉ là phải bỏ sức công,
Xưa nghèo nay đổi thành ông chủ điền, chữ tu với chữ hiền khăng khít, hiệp cả hai giúp ích chúng sanh. Cộng vô thêm một chữ lành, cả ba trọn vẹn thì thanh thản lòng. Chớ nào phải tu không kết quả, tại mình làm mất giá hạ căn. Nghĩ ra gì bởi nói năng, nói lời thô lỗ cọc cằn quát to. Lòng như thước cầm đo không thẳng, nghĩ quẹo quanh có đặng chữ gì. Tâm còn sanh sợ hoài nghi, rốt rồi tu mãi có gì nên thân. Do mình đó hồn thân phải lụy, lo chăn nuôi ích kỷ ghét hờn, lúc nào cũng muốn mình hơn, còn thua giận dữ còn hơn cọp rừng. Là người tu phải ngưng bất lại, còn tăng thêm có hại khổ sầu. Mấy ai sống được bền lâu, sao không suy nghĩ rồi hầu tu tâm. Dù xưa có lỗi lầm quá nặng, nay biết tu cố gắng dung bồi. Dù bao nghiệp tội cùng trôi, nợ nần như núi như đồi cũng tan. Ráng cực khổ gian nan mới đắc, ngồi công phu tu tắc mau thành. Cực thân thì được nên danh, không chịu đau khổ có thành được đâu. Như khúc cây để lâu còn mục, nhờ người đem cắt đục chuốc bào. Mới đầu thì phải chịu đau, ít lâu thành vật quý nào biết không. Cần nhắc lòng không mơ tưởng, còn giọng cao muốn hưởng nọ kia. Không lo thức dậy canh khuya, trui rèn trí tuệ rồi về Phật tiên. Muốn đắc quả tham thiền tu đạo, chiều ngồi lâu tham khảo mới ra. Hỏi mình theo Phật hay ma, ngộ thời theo Phật mê thời ma lôi. Theo dõi tâm coi đòi gì nữa, nếu còn dơ gọi rửa sạch ra. Chớ cho cao bận lộn mà, tâm hồn cuồng vọng bày ra nhiều điều. Tâm lặng lặng ít nhiều cũng đạt, còn lao chao bận các lộn quanh. Đó là trược khí cướp giành, dù tu cách mấy cũng đành bỏ tay. Tu đừng nói vợ hay cao thấp,
ráng tập sao đừng chấp đừng ta, nội quy sáu chữ Di Đà, liên quan mật thiết đậm đà là hơn. Dù có khổ chớ sờn bỏ vợ, biết mình còn thiếu nợ bao nhiêu, bền tu kết thúc mới tiêu. Một là thân đắc hồn siêu Phật đài, đường về Phật khó lai gặp được, cố gắng còng nước ngược ráng chèo. Hai là gặp hổ hùm beo, nhăn nanh mài vuốt răng đeo lái thuyền. Phật thương xót đưa liền qua bể, ban thương người không nể gian lao. Tâm luôn tưởng Phật như rào, khích liền không hở phút nào để lời ơn. Thì gặp Phật khỏi mời khỏi lai, đừng tụng kinh đánh đậu rùm beng. Trọng sang khi dễ thấp hèn, tại tâm chưa định tà sen lấn vào. Như thế đó làm sao tu được, mình phải tìm đảo ngược đặng về. Quan tâm chớ có bỏ bê, lúc nào tư tưởng cũng kề sát bên. Lập đức hạnh là nền là tảng, mới bền lâu không chán đường tu. Hệ tu như thể ở tù, tâm gìn giới luật hiềm thù lánh xa. Không có được bãi ba bận rộn, để phàm sen bị tổn bị hao. Như sông bị đồng sóng trào, nhấp nhô cuồn cuộn làm sao tu hành. Hiểu chân lý quá rành phải rõ, thấy sự đời tuy có như không, mang chi cho nặng tâm lòng. Loại trừ các thứ nó không đáng gì, tu cần phải nghĩ suy cho kỹ. Đừng tin ma rên rỉ nghe theo, cứ lo dọn đất trồng gieo. Đất lành giống tốt bò leo cấp kỳ, đừng có dội so bì đo lượng, tranh với nhau nhiều lượng ít cân. Bút nghiêng không chịu chuyên cần, miệt mài cho vẹn hồn thần sáng trưng. Còn vui thích ưa mừng lấp lánh, bỏ cái tầm với tánh cô đơn. Mới sanh ra sự buồn hờn, lần lần khô héo còn hơn cây tàn. Nay hiểu được sửa sang đắp lại, tâm nảy sanh việc phải từ từ. Còn thân bồi đắp phước dư, tu hành đúng đắn như cừ
sóc neo. Tu trước nhất phải nghèo là cửa, mở đường vô ngồi tựa bồ đề. Phân ra nẻo trượt đường mê, dễ bề chọn lửa đặng về bồng lai. Tâm gần Phật như gài then chốt, nếu gần ma lửa đốt thiêu mau. Cả hai chọn lựa thế nào, nguyện tu theo Phật trả mau tánh phàm. Đừng có tham cả hai vướng bận, hỏi làm sao tinh tấn đạt thành. Hệ tu đâu có lợi danh, thông trong ánh đạo hiểu rành lý sâu. Người tu niệm lo sầu gì nữa, lòng thẳng ngay chọn lựa con đường. Không rơi xuống chốn ngục dương, thẳng về cõi Phật Tây Phương nhẹ nhàng. Nay thầy dặn đạo tràng vinh dự, ráng lo tu trừ khử phàm ma. Thẳng chân nôi gót Phật Đà, qua miền tịnh độ về nhà lạc tan. Mau quải gói hành trang sắp xếp, kẻo trễ đò không kịp hồi hương. Con ơi chớ khá xem thường, đạo cao thì bị ma dương dẫn ngoài. Ráng soạn thảo bổn bài lo học, càng siêng năng thì được điểm cao. Trường thi trong đánh ạt ào, thúc trò mau lẹ đặng vào dữ thôi. Thầy nhắc lại hồi đời xưa ấy, sĩ Trần Minh nghèo hỡi ai bằng. Mực mài mượn ánh sáng trăng, chăm lo đèn sách lòng hằng thành thân. Gương tỏ sáng ráng cần noi dấu, năng tu hành thâu đến Phật trời. Dù nghèo thể xác tả tơi, thành tâm phát nguyện Phật trời chứng tri. Con hỡi con ráng suy ráng xét, chấp bút nghiền rõ nét đừng phai. Học hành cần nhất thuộc bài, thi rồi mới rảnh còn ngày đi chơi. Bài chưa thuộc cấp thời học siết, quên ngủ ăn đến kiệt cũng chăm. Bước chân đi cũng học thầm, đó là do ở nơi tâm mình hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài Thanh Quy. Nơi trang nghiêm tôn thờ Phật tổ, chờ những ai giác ngộ quay về.
đò thầy đưa khỏi sông mê, được sang bờ giác trở về Bồng Lai. Chốn bể khổ loại hoài không chán, biển khúc sâu khúc cạn ráng gìn, đừng theo lượng sóng linh đinh, phút giây gió bão chìm mình ngoài khơi. Phật thương chúng đem lời khuyến dạy, đừng si mê dục ái tham đòi, cuối cùng rồi cũng bỏ thôi, làm sao thoát khỏi luân hồi tử sanh. Vào trường học tâm thành mới đạt, tập ngồi thiền quan sát truy lùng, tâm linh tự tại ung dung, tiếp thu cho hết đoạn cùng thầy phân. Lời thầy để ân cần lo liệu, đừng rùm rang nhiều kiểu duyên hành. Phật dạy không có nành tranh, hay là tốt xấu lợi danh sang hèn. Nơi chốn này trui rèn ý chí, ràng khai thông quyệt lý mạch đài, càng ngăn nước suối trần ai. Tâm hồn chứa nước Như Lai nhiễm màu, thanh tịnh trang nghiêm chốn giảng đường, bền lòng tu học dồi thầy thương. Trời cố gắng gương để lại, đừng cãi lời thầy phải dân dương. Tình lặng tâm nghe ý thầy truyền, truyền vào lớp học bậc có duyên. Chỉ còn tu luyện thiền quán xét, đạt được bên trong đắc đạo tiên. Dân dò sông toàn đức phước dư, ngàn năm muôn thuở khó làm người. Nay trò tỉnh ngộ xuyên học đạo, đắc pháp bên trong đoạt như như. Đừng nhìn ngoại cảnh có gì đâu, thêm khổ thêm đau và não sầu. Về trường học đạo lo kinh sự, thu thập lời thầy để tận sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài xót xa trong quyển Đường về Tà Lơn, trang 71. Xót xa các bậc tiền hiền,
ngày cùng tháng tận còn khuyên dân tình không lo thân phận của mình, hay còn ẩn náu đài linh nguyệt trời phong quang độ khắp mọi nơi. Lời hay ý đẹp cho người học theo, đôi nó qua ải lên đèo, gian cỡ không ngại hiểm nghèo không than, hy sinh lìa bỏ ngôi vàng, yêu thương bá tánh thở than muôn lần. Xót xa mây kiếp dương trần, khuyên hoài không hiểu phú bằng say mê. Ngày nay lão thấy chán chê, muốn bỏ đi về lòng dạ xót xa. Quân cùng do lĩnh Phật bà, lòng từ hà hải thương mà chúng sanh. Không gian thị hiện lại quanh, tìm người duyên Phật phước lành khiến xuôi. Trần gian cay đắng ngậm ngùi, Quan Âm dùng phép quên rồi kiếp sinh. Chúng sanh không biết đặng nhìn, nhờ bà tắm nước tỉnh bình mới thanh. Cầu cứu Di Lạc thật nhanh, lọc lượt ai giữ ai lành tên ghi ơn. Đặng giao Phật tổ chứng tri, Nam Phương giáo quận trọn thì đức ân. Ngày nay sự thế quá gần, ta là ông đạo cơ bằng nói ra. Phép linh của đức Phật bà, còn ngài Di Lạc tạo nhà chúng sanh. Ghi tên coi trượt hai thanh, đặng mà vào sổ công danh sau này. Luận văn giáo đạo Phật thầy, hợp cùng tất cả đông đầy bửu sơn. Có ba vị ấy không sờn, Phật bà thị hiện biến cơn khắp vùng. Di Lạc diệt đứa bất trung, lửa rạch ngài cùng hiền hậu nối ngôi. Ngày nay sự thế hết rồi, ông sắp phản hồi cô quán thành thời. Dạng xưa ta nói nhiều lời, ngày nay nhắc lại cái đời làm sao. Cả kêu ai bậc anh hào, chung lo một lúc rồi nào nghỉ ngơi. Ba bên bung phía đổi dời, do lĩnh Phật trời lòng giả xót xa. Ta thương xót hồng trần mới nói, đêm tàn canh còn gọi kêu trời.
kêu gì vậy hỡi dân ơi, kêu trời Phật độ khắp nơi sống còn. Đây sắp tới hao mòn hết bãi, còn có ba ế lại làm gì. Lòng sầu dạng nẻo ai bi, thốt ra lời lẽ ai truy thì nhờ. Nhìn chúng qua thờ mỗi mặt, không hiền nhân thắt ngặt đắng nhờ. Cứ chui xuống chốn sông dơ, bập bền trôi nổi hiện giờ linh đinh. Nói gượng nói gì tình đông chúng, người bảo rằng ta cũng như người. Có gì mà xin nghe ngươi, cũng ăn cũng mặc vui tươi như phàm. Lòng giả xót phải cam khuyên rằng, lỡ lầm trần cố gắng dồi mày. Một là cứu giúp trần ai, mưa tan gió thoảng về ngay sơn bồng. Người không biết đức ông trở lại, bằng tình gì đâu phải như trần. Đợi chờ giả giả dân dân, hay là chào hỏi đứng gần ngồi bên. Nay ông đã xây nền lập đạo, dạy quan dân hiền thảo nói đời. Tâm lòng đừng thịnh đừng dơi, giữ sao một dạ một lời sắc son. Bao trăm kiếp vẫn còn trở bước, thuyền ta nay nước ngược tay chèo. Nặng tình gì giống mang theo, phải ngồi lửa rặt đặng gieo kịp giờ. Đời sao quá thờ đau xót, ta vui tươi thức trót canh dài. Cúi đầu đảnh lễ Như Lai, con nay nhận tội ngày nay cứu đời. Lòng xót xa tạ tới từng mảnh, trời diệt tiêu biết lánh nơi nào. Ngước nhìn tắt lặng trăng sao, từ đây sắp tới khó nào. Nhìn xem các thiên tử trời đêm giấu mất, bậc tài năng ngài cất giữ gìn. Tránh đi tiếng sấm lôi thình, nổi dậy dân chúng không nhìn còn chê. Chịu cực khổ bút đề chút nữa, ta quên ta đứng giữa khung trời. Mưa đùa gió tạt lệ rơi, đông tây nam bắc hưởng thời nào thắng. Chỉ xót xa trần gian phút cuối, đừng rủ rèn hè hội ngắm nhìn. Tiền tài sắc đẹp ma tinh, lọt vào chốn ấy bùng sình
lấp trốn. Lão biết trận mê hồn gần khởi, ai khiến xuôi thế giới loạn cuồng. Rượt theo màn lưới triệu muôn, uổng công ông lão điên cuồng nói nhây. Người hỡi, người chưa đầy một khắc, quỷ thần ma đều dắt phải về. Phật thầy chuẩn bút tay phê, loài người đầy dậy đam mê khó hồi. Giảng xưa nói quên rồi không nhớ, nên ngày nay ta lỡ sai lầm. Lỡ người quên mất chân tâm, tạo gây oán hận thù thâm lan tràn. Lỡ lão phải hồi hang biên tập, chỉ cho người được gặp thánh hiền. Vậy mà còn nói lão điên, công ơn không trả lụy phiền cứu mang. Lỡ sắp tới tai nghe gian đồng, ruộng rừng đòi bỏ trống quạnh mồ. Khó về đài Phật bước vô, ngày nay ta chỉ biển hồ tắt ngang. Lòng xót dạ trần gian không nhận, tay cầm tay ta vẫn không về. Thật là trần hạ say mê, xót thương tiền bối nặng nề từ lâu. Xót dạ rồi ta khóc một mình, mặt trời đổ lệ dạ minh minh. Nghĩ rộng thấy sâu làm sao bước, chúng sanh bị đọa xuống bùng sinh. Cực khổ nào than với tổ thầy, Phật trời xây chuyện bảo xuống đây. Năm dài tháng dân ta lui bước, không ở lại chi thêm quấy rầy. Ta hỏi chúng sanh mấy giờ rồi, coi kìa còn nổi hơi còn trôi. Nhìn xem nước cuốn đang cuộn mày, chầm tay chân trật phải nổi trôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp bài Tình Thương Vô Tận trong quyển Đường Về Tà Lân, trang 35. Đúng bài này là Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh
thương chúng sanh, thương đồng đạo như mẹ thương con. Nam mô A Di Đà Phật. Chấp bút đề thơ nói lời gì? Nói lời chân thật đức từ bi. Để cho hậu thế nhìn thấu rõ, đừng hỏi đời nay sao lạ kỳ. Ta nói là ta biến thể nghi, ai ai nhìn ngó hỏi làm gì. Kẻ già khùng khiếu ôi mặc kệ, ngoan ngoan xem rõ bút đề thi. Tam hoàng cốt điện nếu ai xài, thanh tịnh bình tâm chút nửa lai. Nếu còn bận rộn sao thấy được, phẳng lặng lòng mình tưởng Như Lai. Thương hỡi là thương vô bến bờ, thương người đã hiểu lại làm ngơ. Làm sao xây chuyện thân cho kịp, chắc phải đắm chìm chốn biển khơi. Thương yêu nước Việt rằng giống nồi, xuống bút truy tầm huệ xét soi. Nhìn kỳ cuộc đời ôi mộng ảo, sao dân giới chung cứ đua đòi. Kỷ niệm ngày nay của Phật Thầy, môn đồ đạo phái dần về đây. Lắng tâm thanh tịnh nghe ta nói, xoa dịu lòng từ rạng phút giây. Mười hai tháng tám lúc, mười hai tháng tám lúc canh chày, cổ từ Tây An thấy đông đầy. Người qua kẻ lại đua màu sắc, luận tướng cùng đi có to gầy. Đông đảo kéo về để hồi sinh, trùng trùng điệp điệp muôn mặt nhìn. Bao quanh ngôi mộ quỳ lại bay, lại thầy hộ độ mau tái sanh. Rôm ra vật chất đến cũng dưng,
người đuôi kẻ điếc cùng phập phừng. Khói hương nghi ngút ôi phong tòa, mắt lệ nụ cười hỡi chưa ngưng. Nụ cười tiếng khóc trước lăng đền, lịch sử của thầy đàm chẳng quên. Nhìn xem đông đảo đâu có tâm trí hững hờ chẳng có nên. Dòng tượng đức thầy quá ít ôi, bậc ấy ẩn tu đằng sâm soi. Thiền hội hằng ngày đâu có rành, biến thân mất tướng chẳng đua đòi. Trong buổi chiều tàn tối canh ba, Tây An cổ tự quá đậm đà. Hương khói nguyện cầu ôi nghi ngút, gần người thầy tưởng hỡi quá xa. Tây An cổ tự đêm dài, thầy ngồi chấp bút ai hoài năm canh. Hiền hung Phật tổ phân ranh, đông đầy vật chất tranh giành mà thôi. 12 tháng 8 đây rồi, tưởng thầy an tịnh đặng ngồi vuốt râu. Ta đi 4 biển 5 châu, lượng xem 3 tánh khổ sầu khóc la. Thương người ta mới nói ra, dân đừng có nghĩ lão già du dơ. Nói lý rồi lại nói thơ, bảo cho 3 tánh Phật chờ đau lai. Xem rồi coi lão là ai, là người như chúng khác lai chỗ nào. Cứu uy 3 tánh đồng bào, có khi vào chốn đề lao dập dùi. Chờ cơ trời đình phân phui, ai tà ai chánh ai vui ai buồn. Thương ai uống nước quên nguồn, ăn cơm đa bát gặp cuồng khinh khi. Cản đời còn hỏi dân gì, xưa kia ta chỉ lời đi không tầm. Sống chơi mê cảnh sai lầm, bây giờ tỉnh dậy ngọc ngọc cầm lại buông. Ta thương dòng giống cội nguồn, nào phải cái tuồng nói chuyện du dơ. Ngài còn luận lý nói thơ, tại sao 3 tánh trơ trơ không nhìn.
thương dân nên nhỏ chút tình, mau mau xét lại coi mình là ai. Người nào cũng có Như Lai, căn trên bổn thiện ngày nay chưa tường. Ta về nơi cạnh Nam Phương, thức suốt canh trường lòng dạ bâng khuâng. Không danh không tướng cơ bằng, làm cho chúng chán xa lần biệt thôi. Chẳng tường sự thế để coi, công ta chấp bút xăm soi từ lời. Tình thương vô tận người ơi, khó tìm ra được bờ đời hiểu chăng. Thương dân kinh kệ thường hằng, nhủ khuyên đời mạc bút văn không buồn. Thương người đánh mất cội nguồn, đất thảm trời buồn biết tại ai không. Say mê lượn gió mù giông, quên sự não nồng sắp tới chát chua. Tình thương không bán đừng mua, không tiếc hai mùa bình tĩnh để thương. Thương người lão mới làm gương, trải qua nhiều sự gió sương dạng dài. Chuyển kiếp chứ phải bán khoai, cùng trong pháp tự ngôi đài Bửu Sơn. Không tu cứ mãi thua hơn, đặt bàn cúng tế phô trương hằng ngày. Lạc đường biết lối nào lay, Phật thầy xưa đã tỏ bài đôi câu. Khùng điên đâu bảo ai hầu, trả ơn mật niệm sáu câu Di Đà. Tình thương Phật Pháp rất vô biên, không bán đừng mua bạc với tiền. Nói nhảm bên ngoài đôi ba tiếng, thương cửa nhà cao thế lực tiền. Tình thương tiền bối đối với dân, mời chỉ pháp tu tình hồn thần. Đừng dây tội nữa ôi mất kiếp, rốt cuộc chôn vùi chốn phù dân. Nhắc lại Tây An cổ từ ngày, muôn đời mấy kiếp chẳng lật phai. Lo tu tâm tánh mau thuần lạc, không phải kiếm thâm lại hoài hoài. Ràng mặt đời chưa bơ chúng sanh, báo ân phạt răng phải cam đành. Đừng thua hơn nữa gieo tội ác, cũng tại vì mình
quá lợi danh. Mười hai tháng tám ra bài, nhắc trong bổn đạo mỗi ai ráng gìn. Lão già còn có sự kinh, từ bi rơi lệ đứng nhìn chúng sanh. Lòng đâu nỡ bỏ cho đành, chỉ người vào lúc hiểm quanh khốn cùng. Từ đây gian dậy không trung, khổ tới khốn cùng liên lụy hồn thân. Nay mai mất vía bay thần, cuồng phong không để quỷ gần kéo lôi. Khôn ngoan tu tình sống coi, lão đầy có nói thiệt thòi cũng cam. Đờn kêu ra núi ông Sam, lý kinh sách sử nhà Nam nào tường. Đờn kêu ngài chẳng phô trương, vàng danh bốn bể ai tường Phật tiên. Thà rằng chấp nhận khùng điên, tới màn kết thúc giữ hiền biết thôi. Nghe ta tu sống đặng coi, chờ ba tiếng sấm núi đồi nổ ra. Không tu nào thấy được ta, mượn đồ phản đạo ba hoa hằng ngày. Sắc thần xưa có giờ phai, ai cho mà được khẩn này giáng sinh. Ngày nay ta nói làm tin, bà già đừng có cầu xin ạt nào. Cầu hoài tội lỗi càng cao, xin tới bên tàu nước Nhật nước Tây. Không được điên loạn tao mày, phàm tục quấy rầy Phật Pháp tội thay. Ta ngồi chấp bút đêm nay, đời nay thay đổi người bài mưu mô. Tại sao cửa Phật không vô, nói hoài nói mãi mưu đồ tăng thêm. Lão đây bao trước nhiều điềm, tâm không chân thật khó tìm được ra. Thở than vào lúc canh ba, Tây An cổ tự không ta nghe người. Đừng tưởng mộ có nghe người, giả tràng tràng giả tránh thời lũ Tây. Ráng tu sao đến mộ thầy, giữa rừng tịch mịch quanh đầy ngọc lam. Lũ Tây kêu tới luận đàm, Phật thầy ẩn mất núi Sam hỏa hình. Ngôi mộ để chúng chứng minh, thuyền thầy mấy lượt linh đinh xa vời. Thân lão khôn lắm dân ơi, sao không xót dạ nói lời hiền lương. Gặp ta không phải thịt xương,
Linh hồn tư tưởng là đường thầy đi, chúng sanh ba tánh đừng nghi, ráng tu kỹ lưỡng sống thì sao xem, trần gian cung tế ai thèm, của trần cát bụi lại kèm tội mang. Kéo về nơi cổ Tây An, chùa am cột lớn rên thang giật dành, nào đâu có biết ngọn ngành, tu không có trí ma dành quỷ lôi. Tối ngày hình tướng xăm soi, quên mất giống nòi đạo hiếu nghĩa nhân. Ta thương ba tánh vạn dân, lòng thì có đó tâm không chút nào. Hết đời biết tính làm sao, cứ mua quà bọn chen vào cúng dưng. Quên tâm nóng nảy phập phừng, như lửa gần rừng la héo nhành khô. Trời trời ơi bức cháy vô, thiêu hồn lẫn xác trầm trồ mà chi. Phật ngài còn bước chân đi, cứu đời mạt hạ vậy thì khổ đau. Lão sinh ba tánh đồng bào, kẻ khổ người giàu nhín nhúc tình thương. Ở ăn chánh chánh đường đường, sống còn coi đức Phật dương ra đời. Ngày nay ta có mấy lời, bá gia bá tánh xem chơi hàng tàn. Phật thầy không phải Tây An, diệt Tây về hết rồi sang xây chùa. Thương thay bất tiết thay mùa, Phật chẳng ở chùa xúm lại mà chi. Tại sao ta bảo không đi, đi về thế giới, vậy thì thần tiên đi tu hết nghiệp oan khiên, hết bọn chèn lấn của tiền thế gian. Đi tu thì tới niết bàn, đừng đem của vàng cúng bái trời cao. Không tin đừng hỏi tại sao, dài ba năm nữa rất mau rồi tường. Dân giờ đang thiếu tình thương, tâm không thống nhất căn trường nào qua. Đường về đất Phật thật xa, nếu ai hiểu biết thật mà gần bên. Tai nghe ba tánh rỉ rên, chết vì không súng không tên ngộ đời. Ngồi buồn nôi chút mà chơi, thịnh suy dinh nhục do đời tạo ra. Lớp con bất hiếu mẹ cha, đi chùa quỳ lại Phật Bà Quan Âm. Phật
tiên nhìn thấy không lầm, ai người ai thú ai tâm yêu ta. Cận rồi lão mới nói ra, ai khôn nói gót Phật Đà, mau đi. Lão khuyên đừng kiếm nữa chi, Phật trời đầu đội thầy thì cổng mang, mong sao ba tánh bình an, phản hồi linh điện Tây Phan trở về. Bây giờ ba tánh còn mê, đò thầy qua lại lê thế biển trần. Tâm thân hành giả nhiều lần, không biết bao lần mấy vàng lời khuyên. Tay bơi miệng nhắc liền liền, bút thần ta mượn người hiền nói thôi. Chép biên để lại dân coi, kiến tâm huệ tánh xăm soi biết liền. Thầy tạm dừng bút ngưng biên, tu thật cho hiền sao gặp thầy ban. Mong ai giữ ánh đạo vàng, cờ già phất phới họ hàng quy nguyên. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp, thiên cơ nay đã sắp bày, thầy mong đệ tử bình lai tỉnh thần. Đằng sau phò chúa giúp dân, lưu ly bạch ngọc rừng tầng gian gian. Hiệu câu bạch tự tây an, chúng sanh chấp nhận sải sàng ba năm. Tình thương đâu phải thù thâm, đừng nói sai lầm mang tội biết bao. Canh khuya than thở khóc gào, thấy đời ba tánh lao đao ta buồn. Tại vì quên cội quên nguồn, làm cho thầy tổ điên cuồng gian nan. Cúi đầu đáp tạ Tây An, nhớ ngài kỷ niệm đạo tràng chép biên. Thầy đâu có phải là điên, biết trong cơ định hoàng thiên phạt trừng. Nếu ai đi nữa bảo dừng, ngồi tu coi thử trời hừng nơi nào. Chắc rằng tắt lặng trăng sao, lọc lừa ác thiện nghèo giàu mới ra. Cơ này ta đoán không qua, chúng sanh như thể mù lòa quơ tay. Xưa kia thầy nói không hay, đạp trà kinh sử ngày nay như vậy. Ráng tu sao tớ gặp thầy, rửa tâm dọn dẹp cảnh này sạch trong. Mười hai tháng tám lưu dòng,
để đời coi thử não nồng có chưa. Thấy rồi dân chúng thất thưa, trời chiều bão tạt gió mưa không ngừng. Vậy mà vui, vậy mà mừng, lòng từ không có phập phừng đua chen. Kiếm tầm nào thấy chốt then, tu hành chờ đợi người khen tặng mình. Lòng tâm đâu có đức tin, rốt rồi chìm đắm biển minh xa vời. Ngày xưa sám giảng người đời, thầy hỏi lại tớ khắp nơi tận tường. Lái lèo qua rạch qua mương, áo quần không có chăn nương hằng ngày. Chuyển kiếp qua lại nào hay, cũng đồng khuyên chúng ngày mai tới đời. Canh khuya ta có mấy lời, gửi cùng ba tánh khắp nơi tận tường. Nói rằng gần lập nhà Dương, mau mau tắt lặng phô trương hại mình. Còn ba tiếng sấm nổ ình, đó là trống lệnh thiên đình ra tay. Người ơi có một không hai, ta chẳng nói hoài chút nữa ta lui. Trần gian nay tờ như cùi, bệnh tình quá ngập hương mùi nọ kia. Thân già mệt mỏi cánh khuya, cậy xin các vị bên kia giúp giùm. Cho thần khi được tập trung, làm tròn việc đạo điên khùng cũng cam. Đàn kêu ra núi ông Sam, nơi mà ta khổ ta cam tay tình. Hoài nghi sáng rập chiều rình, phải đành bó giấy bỏ mình phương xa. Tây An đâu phải là nhà, chùa Am không có lão già mất tiêu. Đi đâu cũng gặp quỷ yêu, nó dùng phong quế quỷ thiêu đạo thầy. Ngày nay vào lúc canh chày, lại cầu tớ được gặp thầy biểu sân. Đạo tâm ta dằn chớ sần, đừng đua theo lũ thua hơn gian tà. Trầm mình xuống biển hà xa, trách thầy sao được theo ma phải vùi. Thương người có mắt như đuôi, có người không thấy người mùi chát chua. Mê danh mê lời mê chùa,
nào đâu có biết tiếc mùa đổi thay. Dân ơi sống bủa quá dài, tới đây rồi thấy đất cài thành sông. Nhắc lời của lão đức ông, của ngài chuyển kiếp một tông sơn đầy. Buổi này thay đổi trắng tay, đổi thay thay đổi kêu ai ráng nhìn. Đua chen hung ác phỉ tình, côn đồ dâm dục thiên đình chẳng tha. Sắp đây cơ mới gần ra, dặn người vào lúc canh ba đêm dài. Nếu người vững chắc đừng lai, đạo cho vẹn đạo ngày mai mới thành. Mặt người hung dữ khôn lanh, dẫm bừa thay kệ quẹo quanh mặt tình. Kho tàng quy báu tâm linh, nghe ta phúc cuối sự kinh cho tròn. Thương trần mắt lệ thon giòn, tình thương sâu đậm vẫn còn trong ta. Mấy trăm năm kiếp đấy mà, biển hình qua lại nam gia nào tường. Cúi đầu lại Phật mười phương, cho người sáng suốt tận tường lý sâu. Tình thương cao ngút đỉnh đầu, thương dân mến nước cả bầu không lai. Ghi bài con số 12, cả kêu ai bậc tài trai ráng ngừa. Giặc trời sắp dậy như mưa, kêu khang tiếng cổ người chưa có tường. Thấy vậy mà ta mến thương, thương ngu thương dại thương phường gian manh. Thương cho cái đứa khôn lanh, sưng hùng sưng bá quẹo quanh tranh tài. Thương người không có ngày mai, ở tù chết đã không ngày mà ra. Ta nói rồi ta thương ta, tại sao nói mãi chưa qua quân cùng. Tại đời đôi quá lạnh lùng, miệng thời hiền hậu giữ hung ai nhìn. Uổng công lão đã quỳ sinh, xin trời xin Phật tha tình chúng sanh. Ôi thôi chắc phải cam đành, giả từ đồng đạo biên rành thi thơ. Ta đây lui gót kịp giờ, khắp miền cầu khẩn hiện giờ cầu xin. Ai có lòng tin, còn không mặc kệ phỉ tình ghét thương. Sớm đò đưa, sớm đò đưa, ta trong bá tánh sao chưa trở về. Hương trần mê, thương trần mê,
tạo gây tội lỗi nặng nề phải mang. Nhớ ngày kỷ niệm Tây An 12 tháng 8 đạo tràng kính dân. Nam mô A Di Đà Phật.